Câu hỏi thứ 11 Trong 16 thứ tánh người Thì 9 thứ tánh đầu tiên Là thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy Do phần dương là thần thánh tiên quản lý Còn 7 thứ tánh sau là tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến Do phần âm là ngã quỷ quản lý Trong 9 thứ tánh đầu tiên có cái danh tức là cái tên của mỗi người Vậy khi cha mẹ đặt tên cho con cái thì có sự can thiệp của ban thần thánh tiên không? Và cái tên của mỗi người có thể hiện cái nghiệp của mỗi người không? Tôi là Thiền Gia Ngọc Lâm, thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tương Diệu Xin giải đáp câu hỏi thứ 11 của anh Vũ Văn Sơn Danh của con người là do trình độ kiến thức của cha mẹ đặt ra chứ ban thần thánh tiên không can thiệp vào cái việc đặt danh này mời anh hỏi tiếp.